Em à, mình dừng lại đi. Em quá nhạt nhẽo, em không biết thay đổi cái cảm xúc của em một cái gì cả. Hả? Lúc nào em cũng nhẹ nhàng như thế. Mình dừng lại đi em. Đấy, em phải thay đổi cảm xúc đi, em phải láo một chút đi, em hiểu không? Em phải như thế thì cái tình yêu nó mới thay đổi liên tục được, nó mới thăng hoa được ấy. Đúng không? Rồi nhá, ngồi thẳng lưng lên, để tay trên bàn. Rồi. Ê thằng kia, mày có yêu tao không? Em ơi. Ờ, nghe anh kể anh nghe một câu chuyện này nhé. Từ thời xa xưa ấy, người ta đã chứng minh được thuyết lượng tử hấp dẫn. Và vũ trụ được hình thành từ 11 chiều không gian khác nhau. Trong đó có 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian đã được mở. Tuy nhiên, cái việc mà chứng minh những cái điều này rất là tốn kém. Nhưng mà điều quan trọng nhất là chiều thứ hai này em phải vậy. Em ơi, bây giờ trên TikTok ấy quay mấy cái clip hôn nhau được nhiều tin. Em quay clip hôn anh nhé. Ừ. Đấy, ừ. Đi nhau lại đi. Em à, sau buổi ngày hôm qua nói chuyện với mẹ em thì anh nhận ra là anh đã sai rất là nhiều khi mà đã nghi ngờ em. Anh thật sự xin lỗi. Thôi không sao đâu, chắc là tại vì anh yêu em nhiều quá nên anh mới đang nghi như thế. Mà anh yên tâm đi, em sẽ yêu anh, thương anh và không bao giờ lừa dối anh đâu. Em yêu anh nhiều lắm, Tùng ạ. Ok, thì mình cũng vừa mới xem được thứ cần xem ấy. Thì để mình trả lời hộ bạn nhá. Úp mặt vào tường. Đấy, thì mình cũng không muốn nói nhiều đâu. Đừng có cố gắng bật cái nóc nhà làm gì cả. Mới đây, cộng đồng mạng vừa có một fan xôn xao sau khi xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một chú chó đang rất tập trung chơi tựa game Flappy Bird trên chiếc iPad. Ngay sau đó, chú chó đã cực kỳ bức xúc sau khi bị trêu đùa bởi người chủ của mình đang ngồi cạnh. Chẳng nhiều phản ứng lại gay gắt, chú chó này còn cáu kỉnh tới mức dùng chân gạt vứt luôn cả iPad, khiến ba con tim yêu công nghệ không khỏi xót xa. Ngay lập tức, đoạn clip đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng cũng như chia sẻ từ phía cộng đồng mạng. Đa số đều trầm trồ trước sự thông minh, lém lĩnh và láu cá của chú. Này, ngồi xuống nói chuyện rõ ràng đi. Thế giờ anh hỏi em nhá, Duy với Tuấn là thằng nào? Làm sao mà em biết được, mẹ em nói cho em có nói đâu. À thế à, thế bây giờ để anh gọi cho mẹ em xem nhá. Ừ. Alo. Alo ạ, à, dạ vâng cháu cô ạ. Cô ơi, cháu là người yêu của mèo ạ. Người yêu mèo đấy à? Dạ. Có chuyện gì thế hả cháu? À, dạ vâng thì cô ơi, cô cho cháu hỏi là Duy với cả Tuấn là mối quan hệ như thế nào với cả mèo đấy hả cô? Hai cái thằng đấy nó thích mèo ấy mà. Nhưng mà mèo nhà cô nó lại không thích. Mà cháu tên là gì nhỉ? Dạ cháu tên là Long ạ. Ô, sao không đậu cái mèo bảo nó chia tay cháu rồi. Bây giờ nó đang yêu thằng nào tên Nam cơ mà. Toàn đến nơi rồi, ôi dồi các em mình ơi. Hết đến nơi rồi, nhìn mà hết cả hơi rồi. Toàn... Em ơi anh nhờ em tí được không? Em có thể đánh anh một cái thật đau được không? I love you. Tôi là con trai mà ông. Tôi là con trai mà ông. Nụ cười đã tắt đằng sau nước. Nó không sao thì em đẹp đi em có quyền. Suốt ngày game, anh cứ trẻ con như thế chẳng ai chịu đựng anh mãi đâu.